sinh hoạt, từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ăn, cái nói, cái mặc, chúng tôi thấy nó không có giống Phật nhiều. Cho nên bây giờ mình phải làm sao mình giống Phật từ mọi thứ sinh hoạt, từ cách cư xử, qua tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Thì không giống ít cũng giống nhiều, để người ta nhìn vô người ta biết mình là con ai. Chứ bây giờ mình nói mình là Phật tử, con Phật, mà nhìn từ đầu đến chân không có giống miếng nào. Đi với Phật thì mặc áo cài sa đó. Đi với ma thì mặc áo giấy. Đi với thầy thì mặc áo tràng. Nhưng mà đi với chồng thì mặc áo đầm. Hôm nay quý vị đi với quý thầy là con Phật, thì chúng tôi muốn quý vị phải không ít thì nhiều cũng phải giống một chút. Chứ đừng có được cái tiếng là Phật tử rồi nửa này nửa kia. Có một cái bài thơ mà chúng tôi rất tâm đắc, có tựa đề là Con là ai. Xin thưa với quý vị, con là ai? Con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đồm, 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày vía bục thì ấp e lam hiền. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền rồi lại mê yêu nữa. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa, là sao tu đây? Cho nên hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị không phải là thập cẩm đủ điều. Chúng tôi muốn quý vị có một cái đời sống thiệt sự là đơn giản. Vì trong cuộc đời này người ta nói rằng là sống đơn giản để cho đời thanh thản, sống một cách giản đơn cho lòng nhẹ nhàng hơn. Quý vị có muốn cái lòng mình nhẹ nhàng và cái đời sống mình thật là đơn giản hay không? Thì thôi, nội dung của cái bài này chúng tôi muốn quý vị lắng nghe, có những cái điều gì hay phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của mình thì chúng ta nên giữ lại để mà ứng dụng trong cái đời sống bình nhật hàng ngày, để từ đó chúng ta sẽ gặt hái được một cái đời sống thật sự là giản dị, đơn giản, bình thường nhưng mà rất là an lạc. Không có một đời sống cầu kỳ, từ cái ăn, cái mặc, cái đi, cái đứng, cái nói. Bởi chúng tôi rất tâm niệm rằng là mình là con Phật thanh cao mà. Chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dáng đứng cách đi, sao cho điềm đạm, oai nghi chỉnh tề. Chúng tôi muốn quý vị có một cái đời sống nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó thật là hạnh phúc và an lạc. Một cái đời sống đơn giản ở đây được định nghĩa là nó phải phù hợp với bản thân của mình, phù hợp với cái điều kiện của mình. Thí dụ như bây giờ cái mức sống của mình nó ở cái mức độ trung bình, nhưng mình lại muốn cái đời sống theo cái lối sống dương giả thì một ngày nào đó cũng đổ nợ, theo chúng tôi nghĩ. Hay vì cái chi tiêu của mình, cái thu nhập của mình thì nó ở cái mức độ trung bình thôi, nhưng mà mình lại quá cầu kỳ, quá xe xua, rồi để dẫn đến một ngày nào đó chúng ta nợ nần tùm lum. Như vậy thì một cái mức sống, một cái đời sống giản dị hay đơn giản ở đây là chúng tôi muốn nhấn mạnh ở cái ý là phải phù hợp với cái điều kiện bản thân của mình. Ví dụ mình đã có điều kiện trung bình mà mình đi sống dưới trung bình cũng không được. Chúng tôi muốn là sống đúng với cái điều kiện
bản thân của mỗi người. Rồi cái tâm của mình á, thì chỉ tu có vài bậc à, nhưng mình lại nghĩ rằng mình tu được nhiều bậc, ví dụ như vậy. Mình phải có chánh niệm, mình phải có thức tỉnh. Bởi vì mới tu thì mình tưởng mình ngon, tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Phật ơi, con vẫn ngồi tù ở trong năm dục mịt mù sắc thinh. Thôi thì tìm lại chính mình, trả đời vạn sự, lặng nhìn cõi tâm. Như vậy thì lúc bây giờ là mình mới ngộ được rằng là cái hoàn cảnh điều kiện của mình, cái duyên của mình nó ở cái mức độ nào để mình tu theo cho đúng. Lại nữa, kính thưa quý vị, một cái đời sống giản dị hay là đơn giản á, nó là một cái phẩm chất đạo đức, nó phản ánh một cái phẩm chất đạo đức của con người chúng ta. Có những người họ sống quá mức trên cái điều kiện của họ, thì người này đã đánh mất đi cái giá trị đạo đức của bản thân mình. Tức là mình sống nó không có thật, mình sống cái dạng là nó hơi giả, nó không có chân thật theo đạo Phật của chúng ta. Bởi vì quan niệm của đạo Phật rằng là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Tại sao chúng tôi dùng cái từ là sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào? Thật sự là chúng ta sống, chúng ta rất giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Cái chữ lòng đầy binh đao nghe thì ở ngoài đời nó nặng, nhưng mà trong đạo chúng ta thật chất là chúng ta đang sống với cái tâm bất thiện, sống với tâm tham, tâm sân, tâm si, sống với cái lòng đấu kỵ, giống như sao sống với cái sự suy nghĩ tiêu cực hướng về bất thiện, thì đó là chúng ta đang giả bộ ngọt ngào. Thí dụ nghe, mình nói mình thương một người nào đó thật sự là có điều kiện, là cái người đó một là người thân của mình, hay là cái người đó có thể là chồng mình, là vợ mình, hay có thể là quyến thuộc của mình, có thể là bạn bè của mình, hay là cái người đó có thể mang đến cho mình niềm vui mình mới thương. Chứ còn nếu như cái người đó mang đến cái niềm mà mình phiền não bực bội là không có đời nào mình thương. Như vậy thì đó, chúng tôi đang minh chứng là chúng ta đang sống với cái sự giả bộ ngọt ngào. Nếu thật sự mình ngọt ngào, lòng từ bi, thì đối với đối tượng nào mình cũng phải đều nói lời nói ái ngữ hết. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên, để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Con đường đã đi là con đường tu học, con đường đi theo Đức Phật, con đường tập sống giản dị giống Đức Phật. Thì mình phải ít, không ít thì nhiều, phải giống Đức Phật chút. Cho nên mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Chúng tôi dùng cái từ là mọi người ở đây thì có thân sơ, bạn thù, đẹp xấu, già trẻ, giàu nghèo. Nói chung là mọi thành phần, kể cả nhân loại hay là loài súc sinh. Thì tất cả những đối tượng đó chúng ta đều phải nói những lời yêu thương hết. Tại Đức Phật ngày như vậy, chúng ta để Phật tử Phật thì cũng phải như vậy. Chứ không phải gặp cái người mình thích thì mình nói lời yêu thương, còn gặp người mình ghét thì mình nói lời độc ác. Rồi cái tư tưởng cũng vậy. Khi mình suy nghĩ ra tất cả chúng sinh thì đều suy nghĩ bằng tâm từ bi.
Như vậy thì mới gọi là cái đời sống nó đơn giản mà nó bình dị mà nó an lạc cực kỳ. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Mình muốn cho cái vườn hoa tâm mình á nó được mở ra thì chúng ta phải biết khoan dung nhưng mà khắc phục với chính mình. Cái người nào mà có được hai cái pháp này nè, tức là mình sẽ là quan tòa với chính mình hay hơn là mình là quan tòa của người khác. Mình lúc nào mình cũng muốn biến mình thành một cái quan tòa phán xét người này phán xét người nọ, nhưng tại sao mình không biến mình thành một cái quan tòa phán xét với chính mình? Cho nên phải biết khoan dung với mọi người và khắc phục với chính mình. Đó mới là cái người mà chúng tôi tạm gọi là đời sống đơn giản. Nghe nó dễ nhưng mà sống nó khó lắm. Như lúc đầu chúng tôi nói cái tựa đề hôm nay là tập sống đơn giản hay tập sống giản dị. Nghe thì nó dễ quá, phải không nè? Nhưng mà những gì chúng tôi chia sẻ nãy giờ thì chúng ta thấy đòi hỏi chúng ta phải cố gắng chánh niệm tỉnh giác, lúc nào cũng biết mình là con Phật, phải giống theo Phật. Tu theo Phật thì phải an nhiên tự tại, dẫu thế nào tâm mãi an vui. Tùy duyên, tùy lúc, tùy nơi, thực hành lời Phật, đời đời an vui. Hôm nay chúng tôi xin được mượn cái bài thơ Tập sống đơn giản xem như là cái khẩu quyết. Nếu như quý vị nhớ được thì nhớ, còn nếu nhớ không được thì có thể về lên YouTube để nghe cái bài này, rồi chúng ta học cái câu khẩu quyết này để chúng ta có một cái đời sống giản dị, bình thường mà đầy an lạc. Sống nên sống đơn giản, phức tạp mà làm chi. Ăn có sao ăn vậy, mặc không quá cầu kỳ. Đi bình tĩnh, thông thả, nói chững chạc ít lời, làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Sống chậm và giản dị, cách sống của người khôn, nó thật sự rất tốt cho thể xác tâm hồn. Triết lý này đơn giản, giúp tôi sống xưa nay tự tại và thoải mái giữa đời phức tạp này. Quý vị có đồng ý với chúng tôi là cuộc đời này nó phức tạp lắm không? Vì mỗi chúng sanh đều có cái hạnh nghiệp riêng, thiện ác, có lúc vui lúc buồn. Rồi bản chất của thế gian Đức Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là sao? Thay đổi liên tục. Chính mình á cũng thay đổi, đừng nói chi người khác. Từ sắc pháp cho đến tinh thần. Xin lỗi với quý vị, nếu như chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là thức tỉnh đó. Hồi nãy chúng tôi tập cho quý vị tu chánh niệm 5 phút để tập mình có cái sự thức tỉnh. Thì chúng ta sẽ thấy được là bản thân mình đó, thay đổi dữ lắm. Không tin chúng tôi thì quý vị có thể chứng nghiệm. Hôm nay về nhà lấy cái tấm hình 10 năm về trước xem coi có phải là mình không. Rồi không tin thì chúng tôi cho quý vị có thể chứng nghiệm là có thể 5 phút trước cái tâm mình nó hoan hỷ, nhưng mà 5 phút sau cái tâm mình nó lại buồn khổ. 5 phút trước cái tâm mình thì rất là từ bi, thương người,
nhưng mà 5 phút sau có thể là giận hờn, quán trách, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta có chánh niệm chúng ta thấy rõ được. Cho nên cuộc đời này nó rất là phức tạp, vì chúng sinh thì nó mâu thuẫn với cái đời sống của mình. Để chúng tôi nói quý vị thấy có đúng không nè. Con người thật mâu thuẫn. Trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành. Làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Thật sự là mình nói mình sống, nhưng mà thật sự là mình không có. Đức Phật Ngài nói chỉ có những người chánh niệm mới là sống, thất niệm là chết. Chánh niệm là sao? Chánh niệm có nghĩa lúc nào mình cũng biết mình, làm gì biết nấy, nói gì biết nấy, suy nghĩ gì biết nấy. Mà có mấy ai làm được như vậy trong cái đời sống bình thường? Thường là đi biết đi rồi chánh niệm, đứng biết đứng rồi chánh niệm, nằm biết nằm là chánh niệm, ngồi biết ngồi là chánh niệm. Mà mình nhiều khi đi không biết mình đi, khổ vậy đó. Nằm không biết mình nằm, nằm mà suy nghĩ đâu không? Xin lỗi quý vị nghe, mình thở mình cũng biết mình thở, khi nào tắt thở mới biết. Khổ vậy. Tức là rồi bất chợt khỏi chết như chưa sống bao giờ. Lúc chừng mình lúc đó mà chuẩn bị tắt thở rồi biết, à hơi thở nó quý lắm. Bình thường mình thở phà phà mỗi ngày đều thở mà không thấy quý, có để ý đâu. Mà để ý cũng không được, tại cái tâm mình nó phóng dật dữ lắm. Nếu như mà quý vị để ý, hồi nãy quý vị ngồi 5 phút hành thiền tu tập chánh niệm, qua cái quan sát theo dõi hơi thở, chúng ta chú tâm được bao lâu? Trong 5 phút đó chúng tôi nghĩ chắc được 1 phút mới có không. Nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình phóng dật, mình suy nghĩ theo có thói quen. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn. Bởi vì cảm nhận á thì nó mới có chánh niệm ở trong đó, còn suy nghĩ á thì phóng dật. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng chỉ có người chánh niệm mới là sống, còn thất niệm phóng dật là chết. Nếu mà xét theo cái lời dạy của Đức Phật này thì quý vị trả lời cho chúng tôi là mình sống nhiều hay là chết nhiều trong cuộc đời này? Chết nhiều. Mình chết liên tục, chết từng giây từng phút, chứ không có lúc nào mình được sống. Cho nên hồi nãy chúng tôi mới nói là họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Theo cái định nghĩa của Đức Phật thì mình có lúc nào sống đâu. Lúc nào mình cũng đầy dẫy tham sân si trong người, lúc nào mình cũng phức tạp với bản thân mình, có bao giờ mình đơn giản đâu. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi muốn, chúng ta là những người con Phật, phải học cái hạnh từ Đức Phật. Đức Phật từ một cái đời sống rất phức tạp, cung điện, nhung lụa, quyền quy, một vị đế vương, thì quý vị thử nghĩ cái cách ăn cái mặc của Đức Phật, rồi cái địa vị làm vua của Ngài. Ngài đi đến đâu thì bao nhiêu là lính hầu đến đó, rồi tâu tung hô, rồi dạng tuế, rồi nói chung là rất là phức tạp. Nhưng để rồi Ngài đi đâu? Ngài từ bỏ cái sự phức tạp Ngài đâu? Ngài đi tìm một cái đời sống giản dị, bình thường, đơn giản mà thật sự là an lạc. Quý vị biết Đức Phật Ngài vào rừng, Ngài ăn mặc chỉ có tam y thôi, không phải như mình ở nhà một tủ quần áo ví dụ vậy. Rồi thậm chí Ngài sống một đời sống rất là gọi là đơn giản, tiết độ trong mọi
hành động trong mỗi sinh hoạt, từ cái ăn, cái mặc, cái nói. Thì mình bây giờ mình là người tu, mình cũng nên như vậy. Có nhiều người nói, sư ơi, nếu mà con giàu quá, con sống vậy giống như con muốn xỉn. Không phải, chúng tôi nãy chúng tôi nói rằng là chúng ta phải phù hợp với cái điều kiện của bản thân. Mình sống làm sao mà mình cảm thấy đối với mình nó là đơn giản về mặt hình thức lẫn nội dung. Hình thức ở đây nó về ăn cái mặc cũng như về tinh thần. Mình không để cho nó làm cho mình rối rắm, mệt mỏi. Như vậy thì chúng ta phải thực tập. Tập cái pháp nào? Muốn có một đời sống đơn giản thì chúng ta phải tập buông. Đó, buông nha. À, Đức Phật là ngày buông. Đức Phật ngày từ bỏ thì ngài mới đi đến cái sự đơn giản được. Còn mình không chịu buông, mình là kiếm thêm, cho nên mình phức tạp, càng ngày càng phức tạp. Hồi nhỏ thì mình đơn giản thật, nhưng mà càng lớn lên càng phức tạp, là bởi vì mình không có chịu buông. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Mà quý vị cứ lao ra đời, chúng ta học 1000 cách để mà nắm giữ, chiếm hữu, sợ mất. Nhưng mà đạo dạy với một chữ thôi. Đó là chữ gì? Chữ buồn. Chữ buồn. Xin minh họa một chút, nó hơi hài hước. Quý vị vào chùa, quý vị có nghe tiếng chuông không? Thì mỗi lần nghe tiếng chuông thì quý vị nghĩ ngay đến cái chữ buồn. Quý vị có nghe tiếng mõ không? Mỗi lần nghe tiếng mõ thì làm ơn nghĩ đến cái chữ bỏ. Buông là bon á, buông á nha. Buông, bỏ. Nghe đó hay không? Mà cái tâm người nào mà giống Phật thì mới nghĩ được như vậy. Còn cái tâm mà theo đời đó nghe, cái tâm mà theo đời muôn ngàn cách nắm giữ đó, thì cũng nghe cái chữ, cái tiếng chuông vậy. Nhưng mà lúc bây giờ là bon. Nhưng mà không chịu nghe mõ, nghe cái chữ chen. Bon chen, bon chen tối ngày. Đúng không? Cho nên tại sao mà ngài trụ trì ngài phải tổ chức cái khóa tu này? Chúng ta phải đặt câu hỏi. Nếu mà ở ngoài mình có tối ngày mình cũng gõ chuông gõ mõ vậy, nhưng mà mình tâm tâm mình cứ bon chen không? Chỉ có vào chùa thì mới có mõ có chuông, à thì mới có buông với bỏ, bỏ với buông, mõ với chuông. Cho nên sẵn đây thì xin tặng quý vị bài hát Vào chùa nghe mõ nghe chuông. Vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hãy buồn hay giận, ô ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hay không mà vỗ tay lớn quá vậy? Nhưng mà không phải dễ nghe chuông với mõ đâu nghe.
Trong cái lời bài hát có một cái là phải khéo nghe mới được. Nếu mà không có khéo nghe đó thì không được. Ông bà mình có một câu rất hay là phải khéo. Mình nên tu cái chữ khéo. Bởi vì khéo tu thì nổi, phải không nè? Mà dụng tu thì chìm. Khéo tu thì bớt khổ, giỏi tu thì hết khổ, mà dở tu thì than khổ. Ở đây thì không, mình không cần biết mình như thế nào, nhưng mà mình xem coi mình có hay than khổ hay không thì mình biết mình là giỏi tu hay dở tu. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị là người con Phật rồi thì không có được than khổ. Bởi vì Đức Phật ngày ra đời là chuyển mê khai ngộ mà ly khổ đắc lạc, giúp cho chúng sinh đệ tử của Ngài là phải ly khổ đắc lạc, phải chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Mà mình tu theo Đức Phật lâu nay mà mình cứ than khổ hoài, như vậy không khéo chắc nó lộn đường rồi đó. Thấy không? Đức Phật thì rất là an lạc. Chúng ta nhìn lên cái gương mặt của Đức Phật coi, Ngài có lo âu sầu bi khổ não như mình không? Ngài có sân si hận thù như mình không? Nhìn sâu vô cặp mắt của Ngài đi, lòng từ bi của Ngài nó rộng lớn. Ngài rất là thanh thản an lạc. Còn nhìn vô cặp mắt của mình đi, về soi kiến nhìn vô đi, hơn thua hận thù giận hờn thương ghét, ôi đủ điều. Mình là thập cẩm đủ điều mà. Cho nên phải khéo tu mới được. Mình ráng hành theo cái chữ khéo và bỏ đi cái chữ quá. Mình cái gì thì được thì mình hay quá lắm. Quý vị biết khi Đức Phật ra đời thì Ngài thuyết cái bài giảng đầu tiên gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Thì trong cái nội dung của bài kinh này á, Đức Phật Ngài nêu lên cái con đường trung đạo. Quý vị hiểu con đường trung đạo là con đường gì không? Là con đường bát chánh. Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con đường bát chánh này được gọi là con đường trung đạo, là để chúng ta tránh hai cái thái cực. Một là quá lợi dưỡng, quá phụng dưỡng theo cái sự ham muốn của chúng sinh. Hai là quá khổ hạnh. Ngài mới thiết lập ra con đường trung đạo. Mình một là mình vui thì vui ngất, mà khi buồn thì buồn hiu. Mình mà thích thì ưa sắm đủ điều hết. Đến khi mà chê chán thì bỏ liều như chơi. Mình là cái dạng một là thái quá, đắm say thái quá. Còn hai là buồn chán thái quá. Thương ai thì muốn nhìn, muốn ngắm, muốn nói chuyện, nhưng mà ghét rồi cái bản mặt mình không nhìn tới. Mình là cái dạng người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu, mà người ghét người chút xíu cũng dư. Khi mình ghét người ta rồi á, đừng nói chi, thật sự ra nhìn thấy mặt, nghe cái tên ta cũng thấy ghét. Mà cái tên nó không dính dáng gì hết, nhưng mà mỗi lần mình nghe tới cái tên của người đó cái mình không thích. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải thiết lập mình có một cái đời sống chừng mực. Đời sống chừng mực là sao? Là một cái đời sống quân bình. Người ta nói đường đời hai nẻo ngược xuôi, ai đi đường giữa cắt đuôi khổ sầu. Con đường giữa đây là con đường trung đạo, tức là không quá lợi dưỡng và không quá khổ hạnh. Có nghĩa là không có quá thương, không có quá ghét. Bởi vì quan niệm của chúng tôi rằng là quá thân thuộc á sẽ thành nhàm chán, mà quá yêu thương á sẽ có lúc đau buồn, mà quá quan tâm á sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm á sẽ có lúc nhạt nhòa. Cho nên bây giờ dứt khoát là mình không có để thái quá, tránh ngay cái chữ thái quá, mà phải tu ngay cái chữ khéo. Khéo là ở đây có lẽ là mình chừng mực, ở mức độ nào đó chừng mực. Vì vậy mà chúng tôi khuyên với quý vị là biết đạo không buồn chuyện trái ngang.
Mà khi mình không còn buồn chuyển trái ngang nữa thì mình mới một chút nào đó mình mới thấy thảnh thơi an lạc, mới đúng là con Phật. Chứ tối ngày mình cứ buồn chuyển trái ngang hoài, mình buồn cho cuộc đời thay trắng đổi đen, mình giận cho cái người phản bội mình, tối ngày cái nhiêu đó, rồi trách, rồi móc, rồi than, rồi giảng, riết rồi cái con người mình nó không có được gọi là giản dị, mà nó trở nên phức tạp. Phức tạp dữ lắm. Nếu không tin quý vị về phản tỉnh lại xem mình coi, bản thân mình rất là phức tạp. Phức tạp đến mức độ mà chính mình cũng không hiểu được mình. Cho nên bây giờ chúng ta phải từ bỏ cái đời sống phức tạp đó, mà phải quay về một cái đời sống đơn giản nội tâm. Cái câu mà chúng tôi nói là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Tại sao vậy? Vì mình đã biết đạo, mà Phật dạy là nhân quả, phải không? Gieo gì thì gặt đó. Chúng ta thừa hưởng cái nghiệp của mình. Thì đời trước á, nghiệp thiện mình cũng có gieo, nhưng mà nghiệp ác thì mình cũng có trồng. Nghiệp thiện cũng có trồng, nghiệp ác cũng có gieo. Thì tất nhiên đời này cái quả ăn vui cũng có, mà đau khổ cũng có, phải không nè? Nhưng ngược lại mình lại không chịu cái quả đau khổ. Đó, cái mâu thuẫn ở cái chỗ là mình không chịu cái quả đau khổ, mà mình chỉ muốn cái gì? Quả ăn vui không à? Mà theo lực nhân quả được không? Quý vị trồng cây cam rồi cũng trồng cây ớt, thì tất nhiên đời sau sanh ra cam cũng có, ớt cũng có chứ. Đời hướng cam không thì điều này nó có phi lý không? Rất là phi lý. Đời trước thì cũng có đến chùa Phước Điền tụng kinh niệm Phật, nhưng mà ra khỏi chùa cũng chửi người này người nọ. Thì tất nhiên thấy không nè, tất nhiên đời sau sanh ra cái phước mà đi chùa tụng kinh niệm Phật thì ăn vui, nhưng mà lâu lâu cũng khùng lên chửi người này người nọ thì cũng phải đau khổ chứ. Cho nên là chúng tôi muốn quý vị là hiểu rằng là ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Nghiệp thiện cũng trả, mà nghiệp ác cũng trả, chứ không phải mà chỉ trả nghiệp ác, nghiệp thiện cũng trả đâu. Hãy nghiệp là phải trả, nó chỉ khác nhau chứ thiện chứ ác thôi. Mà mình lại chọn thích trả thiện nghiệp hơn là trả ác nghiệp. Mà nhân mình gieo thì gieo cả hai, mà hưởng cái đời hưởng có một thứ rồi. Thì mình thấy mình có thật sự là mâu thuẫn không? Mình không chịu hưởng hai thứ. Chỉ ngoại trừ mình gieo một thứ thì mới hưởng một thứ, đằng này mình gieo cả hai thì tất nhiên mình phải chịu cái quả cả hai. Tại sao mình hoan hỷ vui vẻ dang rộng vòng tay để đón nhận cái thiện nghiệp, cái quả thiện nghiệp, nhưng mà tại sao mình không biết nở nụ cười dang rộng cái bàn tay ra để đón cái quả ác nghiệp? Nó cũng là nghiệp. Cho nên cái chỗ này là chúng tôi nói mình rất là phức tạp, nên sống đơn giản. Nó đơn giản đó là cái gì? Định lý nhân quả, gieo gì thì gặt đó. Chúng ta chỉ cảm nhận như vậy thôi chứ không có được sự chọn lựa. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách, sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Lúc bây giờ là chúng ta cảm thấy an lạc. Cho dù nghiệp nào đến mình cũng vui vẻ hết, thì mình không còn sợ cái khổ đau nữa. Chứ bây giờ nói mình đi né mấy cái khổ đau còn đủ mệt. Vào chùa lại Phật cầu khẩn giang sinh cho con được hưởng cái thiện nghiệp, đừng bao giờ có ác nghiệp đến, làm sao được? Thì báo cho quý vị biết Phật có bốn điều không làm được. Thứ nhất là nhân quả không thể thay đổi, Phật cũng có khả năng mà thay đổi cái nhân quả. Thứ hai là cái trí tuệ không thể cho. Mình muốn có trí tuệ thì mình phải học Phật Pháp rồi. Chứ bây giờ mình đến mình xin Đức Phật cho mình trí tuệ, Đức Phật mà cho được thì quý vị khỏi cần đi học, nằm ở nhà, ăn no, vô mùng, ngủ cho đã, Phật cho liền. Tại Phật sẵn sàng, sẵn lòng. Đúng không? Theo quý vị thì Đức Phật cái gì mà ngài không cho? Nhưng mà có điều là không cho được. Cái trí tuệ để mà nhận biết cái thế gian thì không cho được. Ngài mà nhận thức cái bản chất thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, ngài đâu có đau khổ. Còn mình thử nó quá là đau khổ, than thân trách phận đủ điều. Cho nên người ta khuyên mình là đừng trách mẹ, đừng trách cha. Có nhiều người sanh ra gia đình nó cái trách mẹ ra, tại sao sanh tôi ra chứ cho tôi khổ. Có nhiều người nó vô lý vậy đó. Rồi đừng trách người ta thay lòng đổi dạ.
Nhiều khi kiếp trước mình cũng thay lòng đổi dạ rồi, bây giờ mình gặp cái người thay lòng đổi dạ chứ. Kiếp xưa do lỡ phụ người thì kiếp này mới gặp phải người phụ ta chứ, chứ đâu mà dễ gặp được cái ông đó, phải không? Xin đừng thảm khóc kêu la, nhân nào quả nấy thật là chẳng sai. Như vậy thì đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách cây lá nơi này sao rớt vội. Đừng trách người một lần lầm lỗi. Hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Rồi quý vị mình than riết thành cái bệnh, gọi là bệnh than. Gặp mấy người này là hỏi sanh ở đâu, người ta nói sanh ở Quảng Ninh. Biết Quảng Ninh ở đâu không? Đó, ở đó có cái mỏ than lớn lắm, lớn nhất nước à. Cho nên sanh gần đó, cho nên đụng cái than, đụng cái than. Mà than nhiều cái nó vô duyên lắm, đường nào cũng than được hết. Hồi xưa nghèo thì than khổ, thiếu thốn. Bây giờ giàu có rồi cũng than được. Nó lạ vậy đó. Ngày xưa chưa biết đạo thì cũng than, bây giờ biết đạo rồi cũng than nữa. Cho nên là mình là than vô tội giả. Than riết mà người ta phải làm cái bài thơ than, gọi là bài thơ có tựa đề là Hay Than. Người lớn thường than thân trách phận, đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Quy lực tự nhiên đã tạo gây, trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng. Khi yêu hy sinh cả tánh mạng, chỉ dài ba năm đã phàn nàn, lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhắn. Người khổ than, người sướng cũng than, không con hay có rồi cũng than, không con ước được nựng cục vàng, có con khổ mệt nợ nặng mang. Đường nào cũng chết với mình. Cuộc đời vui khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, sâu sắc thông suốt tâm nhẹ nhàng. Cho nên mình quá phức tạp. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải quay lại một cái đời sống đơn giản về tinh thần lẫn vật chất, thể xác cũng như tâm hồn. Cái ăn cái mặc, cái đi cái đứng đều phải đơn giản. Rồi cái suy nghĩ nữa, bớt suy nghĩ lại, suy nghĩ quá đi, suy nghĩ miên man. Quý vị biết cái tư tưởng của mình nó nhanh lắm, mình ngồi đây cái mình nghĩ cái rẹt tới Mỹ rồi. Máy bay bây giờ nó bay nhanh lắm, cũng phải mười mấy tiếng, mình một cái rẹt là tới Mỹ rồi. Tích tắc trong vòng một giây một thôi, suy nghĩ mình nó ghê lắm, nó minh mông bát ngát. Cho nên mình phải hạn chế suy nghĩ ít lại mà cảm nhận nhiều hơn. Hãy tập như thế này. Hồi nãy chúng tôi nói cái phương pháp duy nhất để có đời sống đơn giản là phải tập buồn một chữ thôi. Chúng tôi nói hoài, đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, chiếm hữu. Nhưng mà đạo dạy người chỉ một chữ, chữ buồn. Hay à, một chữ thôi. Mỗi ngày con tập chữ buồn. Buồn thương, buồn ghét, buồn buồn, buồn vui. Buồn cho nó khỏe người ơi, buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Hồi xưa thì mình buông cái buồn, cái khổ, mà giữ lại cái vui, cái sướng. Sợ mất lắm, vui sướng, sướng. Nhưng mà bây giờ đạo Phật dạy là phải buông luôn. Bởi vì sao quý vị biết không? Bởi vì sao? Ai trả lời đúng? Bởi vì là Phật dạy là có vui thì sẽ có buồn, quy luật. Có sướng, có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sinh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Như vậy thì mình thấy rõ, hãy có vui thì sẽ có buồn, hãy có sướng thì có khổ. Mình phải chấp nhận cái quy luật nó như vậy. Cho nên bây giờ là tập buông luôn cái buồn và buông luôn cái vui. Có nghĩa là không dính mắc đó. Vui thì cứ vui nhưng mà đừng có để bụng, đừng có dính mắc. Bởi vì dính mắc rồi sẽ buồn.
theo tinh thần của Phật giáo Nam truyền á, thì cái khổ á, của con người á, nó có ba lần chứ không phải là có một như mình nghĩ. Thứ nhất á, là có cái tên là khổ khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ khổ, là muốn nói đến những người mà đầy đủ, ấy xin lỗi, những người mà thiếu phước, những người mà gặp toàn là những cái quả ác nghiệp không, sanh ra là nó khổ từ trong trứng rồi đó. Tức là mở mắt chào đời là khóc, là khóc hoài cho tới ngày nhắm mắt cũng còn khóc á. Tức là cái người này gọi là nghiệp nặng, phước ít, nghiệp dày mà phước mỏng, sanh ra họ gặp toàn là trái ngang không, toàn là nghịch cảnh không. Gia đình, sự nghiệp, cuộc sống, tình cảm, nói tóm lại cái đời của người này là khổ khổ. Một cái bức gọi là cái sự khổ trước mặt họ, thì trong nhà Phật gọi là khổ khổ. Nhưng mà nó có cái loại khổ thứ hai là gì quý vị biết không? Là hoại khổ. Là muốn nói những người mà có phước mà lại hết phước. Tức là có niềm vui, tự nhiên niềm vui đó hết đi. Đang có hạnh phúc mà hạnh phúc mất đi. Đang có ông chồng, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, tự nhiên đi theo người khác. Ví dụ như vậy. Đang ở nhà lầu xe hơi, tự nhiên cái tài sản nó mất đi, bị hỏa hoạn, bị trộm cướp hay gì đó. Tức là nó có cái khổ, loại khổ thứ hai là hoại khổ, là mất đi cái niềm vui, mất đi cái sự hạnh phúc, hoặc là mất đi cái hoại, là mất, nó xuất hiện cái khổ. Chúng tôi xin ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như mình không có được ngồi trong cái nhà cái chánh điện này mà có quạt máy mát như thế này, mà mình phải ngồi ngoài sân. Ví dụ như đi, thì những người ngồi ngoài sân là họ khổ khổ, đúng không? Còn những người ngồi trong cái nhà này được che mát như thế này, được quạt máy dù dù thấy khỏe quá, nhưng mà rồi cúp điện cái xuất hiện cái khổ liền. Trời ơi, nóng quá, nãy có quạt mà giờ nó cúp điện là nóng quá. Thì cái đó gọi là hoại khổ. Hồi xưa thì mình trẻ đẹp, soi gương hoài à. Bây giờ soi gương mùa xuân nó mất tiêu rồi. À, thấy cái mùa hạ nó xuất hiện, soi gương thấy mặt mình xinh đẹp, vậy cả hồn xuân mắt diệu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Khi mà soi gương mình thấy mình đẹp á, sáng soi, chiều soi, thậm chí trước khi đi ngủ lên giường cũng soi một cái, rồi khi đi ra ngoài cũng lấy gương soi, chứ đâu gì mới về cũng lấy gương soi. Soi riết rồi sắm nguyên cái gương cho bự trong phòng á, soi toàn thân luôn, soi trước soi sau soi. Nhưng mà dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan, soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sâu nỗi bất an. Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xưng bất diệt, từ đó thanh bình giữa sắc không. Như vậy thì mình thấy rõ là cái hoại khổ là nó mất đi cái niềm vui, nó xuất hiện cái khổ. Đó là cái khổ thứ hai. Còn cái khổ thứ ba là gì quý vị biết không? Là hành khổ. Hành khổ, hành ở đây là pháp hành, hay gọi là pháp hữu di, tiếng Phạn gọi là sankhara. Tức là cái pháp nào có nhân sanh thì pháp đó có nhân diệt. Mà mình bị cái hành khổ là gì? Mình bị cái tính lệ thuộc trong cái sự sanh diệt đó. Tức là mình thấy sanh thì mình vui, mà diệt thì mình buồn. Hãy mà chào đời thì mình cười, mà lìa đời thì mình khóc. Được thì mình vui, mất thì mình buồn. Có thì mình vui, không thì mình buồn. Nói nôm na là mình còn bị cái tính lệ thuộc trong cái pháp hành, cái pháp hữu di, sanh diệt là mình còn khổ. Mà bây giờ mình xét cho cùng thì mình còn, ai cũng còn bị lệ thuộc trong đó. Cho nên phải giải thoát như Đức Phật thì mới chấm dứt cái sự lệ thuộc dính mắc ở trong cái pháp hành đó, thì mới chấm dứt cái khổ thứ ba. Mình có hai khổ đầu thì mình dễ hiểu rồi, mình có thể khắc phục, đúng không? Nhưng mà cái khổ thứ ba, cái khổ thứ ba là phải mất đi cái tính lệ thuộc của cái sự sanh diệt của cuộc đời. Khi nào quý vị đạt được cái trình độ gọi là có không, còn mất chẳng bận lòng, yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy thì sống thông dong. Như vậy thì mỗi ngày mở mắt ra mình đừng có mong là được, rồi được thương, rồi còn, mà không có mong nữa. Tức là có không còn mất chẳng bằng lòng đó. Tức là mình sống một đời sống nó nhẹ nhàng,
thì lúc đó mới chúng ta mới vượt qua được cái tính lệ thuộc của cái pháp hữu vi, mà cái con đường tu chúng ta là đang đi tìm cái sự thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc dính mắc này, cực kỳ là gian nan, là bởi vì mình có cái tính lệ thuộc vào pháp hữu vi rất là nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập cái pháp buông. Hãy buông đi những gì làm ta khổ. Mình ngộ lắm, cái khổ mà nhớ hoài, lâu lâu nhắc lại nó, trời ơi sư ơi, cách đây 3-4 năm con khổ dữ lắm, cứ nói vậy hoài. Rồi có nhiều người nói sư ơi, ông chồng con làm con khổ lắm, mà bây giờ con hết khổ rồi mà cứ nhắc hoài. Nó lạ vậy đó. Là cái vậy là chưa bỏ được. Bây giờ con bỏ được rồi, con không có khổ nữa, nhưng mà cứ nhắc gì nhắc lại. Hãy buông đi những gì làm ta khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống. Sống đơn giản để thấy đời thanh thản. Bao gọi mời giữa cám dỗ thế gian, bao phiền não xua tan chẳng buộc ràng. Đời tự tại giữa muôn ngàn đau khổ. Ồ, hay quá. Vì vậy mà người ta mới khuyên mình là cứ đơn giản. Những vấn đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản. Hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng người sống vậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường. Cái tâm vô u hay là cái hoa vô u nó vẫn đẹp giữa cái sự thạnh si được mất có không, giữa cái sự vô thường. Mà mình mà không được cái vậy, mình có cái hoa vô u, mỗi lần vô thường cái mình đau khổ. Như vậy thì sao? Cứ đơn giản những đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hết. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản. Hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mày thấy đứa con nít nó có buồn không? Nó có buồn cái chuyện người lớn đó. Nó rất là thơ ngay. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng người sống vậy mới đau thương. Tại cái lòng chúng ta sống vậy. Quý vị có nghe cái từ gọi là sanh sự sự sinh chưa? Có nghe chưa? Tại mình sanh sự thì sự nó mới sinh. Ý gì vậy? Để tặng quý vị câu hát này cho dễ nhớ. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh. Nếu không sanh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui thoát vòng mà sự sinh. Nghe quý Phật tử khen quá cho nên thôi giờ để sư kết thúc cái buổi giảng ở đây rồi tặng cho quý vị bài hát. Bài giảng hôm nay chúng tôi xin được kết luận là có tựa đề là tập sống giản dị hay là tập sống đơn giản. Vì sao? Vì cái đời sống đơn giản á, nó giúp cho chúng ta tìm thấy được sự bình an. Đó. Không tin chúng tôi, nếu quý vị về tập đi, quý vị thấy ngay là quý vị tìm được cái sự bình an liền. Rồi một đời sống đơn giản chúng ta hiểu một cách nôm na là một cái đời sống chừng mực, không có thái quá. Nãy giờ chúng tôi chia sẻ rất là nhiều, thì tóm lại chúng tôi quý vị nhớ giùm chúng tôi mấy điều là một cái đời sống chừng mực, tinh thần lẫn vật chất, từ cái ăn, cái mặc, cái đi, cái đứng, cái nói, cái làm và cái suy nghĩ, đừng có để thái quá, tránh cái chữ quá mà phải trau dồi cái chữ khéo, thì tự nhiên quý vị sẽ tìm thấy được bình an thôi. Mà chúng tôi muốn quý vị là Phật tử thì mình phải giống Phật. Phật rất bình an, tự tại,
giữa cái cuộc đời thăng trầm có không được mất này, thì mình là con Phật. Chúng tôi nói hoài là con nhà nông thì không giống lông cũng giống cánh, không được chút xíu này cũng được chút xíu đó, chứ để gì đâu mà hoàn toàn không giống Đức Phật miếng nào hết. Thấy chúng ta đi lộn chỗ không? Mình vô đây mình nói mình là con Phật, đúng không? Mà tâm mình nó phiền não đau khổ không có chút gì bình an, thì như vậy thì chắc là mình không phải đệ tử Phật rồi, mà chắc đệ tử của Ma Vương quá. Ma Vương nó mới như vậy, chứ đệ tử Phật thì không phải như vậy. À nhớ. Cho nên hôm nay rất là vui, lần đầu tiên chúng tôi được đến với đạo tràng tu học của chùa Phước Điền, một ngôi chùa mà chúng tôi thấy cái đường đi vô nó cũng hơi xa, nhưng mà đến đây thì thấy Phật tử đến tu học cũng rất là đông, và chúng tôi rất là mừng khi đến đây được thầy thượng tọa trụ trì chia sẻ. Chắc là muốn để đông hơn và để sinh hoạt có thuận lợi hơn, có thể là chúng ta sẽ đổi sang ngày Chủ nhật. À, chúng tôi nghĩ nó tốt hơn, là bởi vì ngày Chủ nhật thì có nhiều cái giới trẻ, bởi vì họ không có đi làm, họ đến chùa họ nghe pháp nhiều hơn, chứ đừng để cái tình trạng mà chùa thì toàn thấy người già không. À, bởi vì sao? Là bởi vì mấy người già thì mới không đi làm, và cái người trẻ mà đi đến chùa thì là những người thất nghiệp không đó. Cho nên nó làm để độ thêm một cái giới gọi là họ là cái giới năng động, hoạt động sinh hoạt làm việc cho xã hội mà họ đến chùa được, thì chúng tôi nghĩ là nên đổi vào ngày chủ nhật, thì cái khóa tu học chúng ta nó sẽ được nhiều thành phần hơn, già có mà trẻ có, chứ đừng nhìn chúng đây thấy toàn là những người lớn tuổi không. Là một, thứ hai nữa mà người trẻ trẻ mà có mặt ở đây thì xin lỗi, ngay chắc là một thất nghiệp hay sao mà đến đây, chứ ngày làm mà ngày hôm nay ngày đi làm mà tự nhiên có mặt ở đây thì chắc là mất việc làm rồi hay là thất nghiệp rồi. Thôi thì rất là hoan hỷ, chúng tôi xin được nói lời niệm ân đến thượng tọa trụ trì đã cho chúng tôi một cái điều kiện không gian thời gian thật tuyệt vời trong một cái ngôi chánh điện thật là mát mẻ này, một cái thời khắc rất là tốt để chia sẻ các bài giảng hôm nay. Buổi giảng này được thành công là một phần công đức cũng nhờ các Phật tử quý vị ngồi nghe mà rất là nhiệt tình hưởng ứng, không phải nghe theo cái dạng con cháu hội đồng gật, hiểu không? Tức là nói cái gì cũng gật hết trơn, đúng cũng gật mà sai cũng gật, nói chừng xét ra đang ngủ gục. Nó khổ vậy đó. Mình tưởng đâu là mình nói hay, sao nói cái gì chứ cũng gật hết trơn á, dòm kỹ lại đang ngủ gục. Cho nên thôi, để gây dấu ấn tạo thiện cảm, chúng tôi xin hát một bài gửi tặng cho quý vị. Bài hát có tựa đề là Xin con giữ trọn đạo màu, được viết theo cái bài nhạc đời là Xin anh giữ trọn tình quê. Thể loại này được gọi là nhạc đời nhưng mà lời đạo. Mình phải giới thiệu như vậy để khỏi người ta khỏi nói mình đạo nhạc. Nhạc thì nhạc đời là ngoài đời, nhưng mà lời thì lời đạo. Xin mời quý vị thưởng thức sau bài hát này, rồi chúng tôi xin được phép kết thúc. Mong quý vị hoan hỷ, hẹn quý vị một ngày gần đây có duyên sẽ tái ngộ. Con nay quay về nương tựa thầy đế tôn, cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời qua u phiền tâm con thường luôn dẫn dương, Thầy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà thôi. Nương pháp an vui con tri ân Thầy, bao lời Thầy dạy khuyên thực hành siêng năng, con không còn não phiền che mờ, từ bỏ chấp thường tâm quay về nương pháp tu. Bởi gió xưa kia sai đường, cho nên trong đời tâm chấp nhiều bởi lòng tham. Còn quá ngây thơ
Vui thay, vui thay, đời nay đau khổ, dù gặp bao trắc trở hoặc gặp bao gian khổ, thì mình nương Tam Bảo giữ tâm hồn cho thật bình an. Bao nhiêu năm qua tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành, con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người. Con nay quay về Tam Bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy, con xin nguyện giữ tròn năm điều. Dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi, đừng cho tâm đi sai đường. Con tin trong đời con sẽ thành tựu thôi. Ôi quá mừng vui, đừng cho tâm đi sai đường. Con tin trong đời con sẽ thành tựu thôi. Ôi quá mừng vui. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Là cuối cùng cho phép chánh định được nói lời niệm ân đến Thượng tọa trụ trì Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức, đặc biệt là niệm ân cảm ơn tất cả các Phật tử đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một cái buổi giảng thành công ngày hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và hơn một tiếng đồng hồ, Thượng tọa đã chia sẻ những kinh nghiệm tu học trong một quá trình quãng đời của mình, và đồng thời những lời Phật dạy đến với quý đạo tràng nam nữ Phật tử chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, thành kính năm vóc sạch đất đảnh lễ bái tạ thâm ân của Thượng tọa giảng sư. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng tọa giảng sư pháp thể khương an, chúng sinh dị độ, mãi mãi là cây bồ đề đại thọ để làm tỏa mát ánh sáng Phật pháp tỏa rạng trong cuộc đời. Và giờ đây buổi lễ khóa giảng cũng đã được khép lại. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa khởi thân cùng quý vị Phật tử khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.